Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phạm Văn Auto. Trước mặt anh em đây mình có thể nhìn qua được cái đoán được cái gì đúng không anh em? Nếu anh em mình đã từng phải thay hoặc là anh em mình là gara hay là các chuyên viên sửa chữa thì chắc chắn là biết được rồi. Đây chính là cái phớt đuôi trục cơ của con Ford Transit. Cái phớt đuôi trục cơ này thì nó dùng từ đời 2007 cho đến đời 2019 bây giờ. Con này thì nó cũng dùng chung với lại con Ranger và con BT50. Thế thì trước mặt anh em đây mình đang có hai loại hàng, đó chính là hàng xịn và hàng thường. Thì cùng với đó mình sẽ đi vào chi tiết giới thiệu cho anh em biết khi nào mà phải thay, phân biệt hàng xịn với hàng thường như thế nào. Bây giờ mình cùng vào video nhé. Bên này nó có một cái gói hút ẩm anh em ạ. Đây, để quay như thế này. Anh em mình nếu mà nhìn thấy như thế này thì có biết được cái nào là hàng xịn, cái nào là hàng thường không ạ? Mình sẽ nói luôn, bên tay phải của mình nó sẽ là hàng thường và bên tay trái bên tay phải là hàng xịn, bên tay trái là hàng thường. Đấy. Thì thứ nhất là đi vào khoan hẳn đi vào cái chất lượng, mình sẽ đi vào cái hình thái và cái màu sắc. Anh em mình có thể nhìn thấy cái thằng hàng xịn này nó sẽ là màu màu gọi là màu gì, màu này gọi màu gì, màu xám à. Bên thằng này nó sẽ là màu ghi lông chuột. Là về phía này. Đấy. Cái thằng gói hút ẩm này là nó đẹp. Nhưng mà thực tế mà nói cái hút ẩm này cũng không ăn thua được. Bởi vì trong cái thời tiết của cái Việt Nam mình ấy, nó là nóng ẩm. Khí hậu nóng ẩm. Nên là ví dụ như hàng mà cứ để ở kho ấy, một thời gian sau rồi nó sẽ cứ kiểu như là nó bị oxy, nó bị rỉ rỉ lên này. Kể cả thằng hàng xịn thế. Này nó không có cái dầu bảo quản anh em ạ. Bởi vì những cái phớt này, đây quan trọng nhất là ở cái gioăng này, nó mà bôi cái dầu bảo quản vào thì chắc chắn là cái gioăng này nó sẽ lâu ngày nó sẽ bị mục rồi. Một điều chắc chắn là như thế. Nên đây là cái lý do tại sao anh em mình mua thương lái hàng bãi nó hay bị về chỉ sử dụng một thời gian xong là nó hay bị nhỏ dầu, phải thay cái cả cái thương lái khác hoặc là thay bộ phớt thương lái. Đây, không làm mất thời gian của anh em nữa thì quay trở lại với cái phân biệt hàng xịn thì nó chỉ có một cái duy nhất, đó chính là thằng hàng xịn thì có logo Ford ở trên. Đây, mình để như thế này, thằng hàng thường thì nó sẽ không có cái mã gì cả. Hàng xịn logo Ford này. Đấy, thằng này đây, Drive Install Drive, ý là nó đỡ khổ. Đây là cái mã của nó này, 3S7Q 6701AB. Đấy. Mặt này thì cũng không có gì cả. Ok, mỗi thế thôi nhỉ. Video này nó khá là ngắn. Thế nhưng mà anh em mình nếu mà đã xem được cái video này thì nhớ là lưu lại một chút kiến thức cho mình để trong trường hợp khi mà xe mình bị ốm yếu, bệnh tật mà phải đi thay. Và cái phớt này là phớt đuôi trục cơ. Khi nào mà phải thay của nó, anh em mình kiểm tra ở cái chỗ phía cái đuôi trục cơ của máy mà thấy hiện tượng bị ra dầu thì rất có thể khả năng cái phớt này nó đã bị nghĩa là làm việc lâu ngày, cái gioăng này nó bị oxy, bị lão hóa dẫn đến bị khô, không thể chặn được dầu được kín nữa thì dầu nó sẽ rỉ ra ngoài. Nếu mà để hiện tượng này một thời gian lâu thì sẽ rất nguy hiểm cho đến cái máy móc động cơ piston trục cơ ở phía trong. Như anh em mình nếu mà khi mà đi bảo dưỡng định kỳ hoặc tự nhiên phát hiện ra cái dấu hiệu dầu nhỏ ra thì anh em mình nhớ là hãy
nên đi sửa chữa càng sớm càng tốt. Và nếu có mua hàng thì hãy nhớ đến phạmvanauto.com. Chúc em mua hàng thông thái. Hẹn gặp lại anh em video lần sau. Nếu thấy video hay thì hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh của mình bên phía này. Mua hàng bên phía này. Tất cả mọi liên hệ thắc mắc liên hệ với mình qua số 094 925 3889 hoặc liên hệ hotline của cửa hàng 0908 468 226. Một lần nữa chúc anh em mua hàng thông thái. Hẹn gặp lại anh em video lần sau. Xin chào và tạm biệt.